Phòng em là vậy thôi đó. Cưng không? Đó, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Harry. Gì? Oh, the bathroom đẹp quá nhờ. Oh my goodness. Dạ quý vị ơi. Dạ. Xin chào. Hello. Dạ đoàn nghệ thuật Mây Ngàn Phương đang tới. Tụi tôi mới vừa đáp tới Hồ Tràm. Và hiện nay đang check in tại resort Melia. Nói chung là Meli nha. Rất là đẹp nha. Hiện nay là đây em bé nó dẫn đoàn là nhỏ tên gì em? Dạ em tên là Minh Thi ạ. Minh Thi á quý vị, Thi có bầu chưa cưng? Có bồ rồi. À, vậy thôi bỏ. Tự nó vô bồ. À, dạ, còn chúng em là bao gồm. Còn chúng em là bao gồm là nghệ sĩ Harry Won nè. Đó, cái người cười ồn nhất là đó nghệ sĩ Minh Phượng nha quý vị. Đó, đó. Đây nè, bà chủ một cái tiệm Corfish mà nổi tiếng nhất Sài Gòn nha, bà Thí nha. Chị Giang chào tiếng đi chị. Đó, đây là nghệ sĩ ít ồn. Good morning. Giọng live stream hơi khàn nha quý vị. Dạ, và nghệ sĩ nam thần Anh Đức nè. Chào mọi người. Hai vợ chồng làm bối khách nè, đó. Xin chào mọi người. Ừ, ba cái dòng diền sao tự giới thiệu với em ơi. Tụi nó nói là tụi nó quyết không quay lại để cho mọi người kêu. Kêu tên, kêu tên không quay lại. Quay lại đi. Thôi vậy thôi khỏi quay nha, tiếp luôn nha. Quay đi, quay đi. Quay đi, quay đi. Chào mọi người nhiều chứ biết mấy ông. Hồ Tràm. Hồ bơi nè, hồ bơi. Trời ơi, gì mà đẹp dữ vậy nè trời. Cái liều này rí đã lắm à. Công trình. Công trình. Công trình tương lai. Vui không? Trời ơi, quay ngay cái chỗ mà hàng rào không kỳ. Chúng ta đang đi chuyến du lịch là Happy Birthday nghệ sĩ Harry Won. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Trời ơi, mẹ ơi, nó tán vô mặt tôi. Rớt vô mắt tôi. Sao cái hậu sao cái hậu rè quá. Tụi em có đi cái... chơi mà tráng. Tụi em có cái bóp bơ ở ngoài đó. Là mình ở mấy cái này nè phải không? Dạ đúng rồi, bên đây trái của mình đó là cầm viên là ba. Cầm viên là bốn phòng chia cho sáu. Cái clip mà nó ồn, ta nó không biết đường nghe luôn, khán giả không biết đường nghe. Chết cha, cái đội kia đội gì cũng áo trắng kìa. Ê, cái viên đội hả? Cái viên là đẹp quá. Tìm nha, làm tụi đồng mòn nữa đó. Ê, cái đoàn tụi em mặc áo trắng không, cái đoàn ta cũng áo trắng phải không? Lát ta tụng đồng bọn kìa ta tới. Ủa sao tới nơi sao bà tới trước tôi vậy ta? Trời ơi chị này đúng là chị hả manager. Lát gặp lại quý vị nha, check in phòng nha, bye bye. Ô đẹp quá không, cái này đẹp thiệt. Oh my goodness, trời ơi nó đẹp. Bung cái màn ra coi em có cái view gì mà đẹp dữ vậy nè. Trời ơi quý vị ơi, mai em tắm ở đây nha, đừng ai đụng tới em nha. Vô ra cái hồ bơi vậy thôi chứ đi ra. Trời ơi, rồi tối rồi nói chuyện nữa cho hồ bơi bự chi cho ai trời ơi. Tắm biển anh kìa. Xuống dưới tắm biển, dưới biển của mình luôn. Trời ơi, sao cái phòng. Em ơi, đường không em ơi. Ý, dọc nước kìa. Heo. Thích không? Thấy đâu, thấy đâu. Đẹp quá không, đẹp thiệt á, đẹp xuất sắc luôn á. Mét gì? Ba cà chua. Ba dở kỹ đi, mà ba lấy cái dừa ngon quá, ba chụp cái dừa, ba lấy cái cây của chị, ba đi luôn. Trời đất ơi, con mẹ này, ba dừa phải thôi. À, bà vừa phải của người bà thôi. Bà dắt người tàn tật đi. Cái bà thấy cái phòng đẹp quá, bà phóng bà lấy cái cây của người ta đi luôn. Trời ơi, con mẹ này ác phụ thiệt á chứ. Quá trời. Cái thương bảo quá nè. Rồi đẹp quá. Nói chung là mọi người enjoy. Yeah. Bây giờ em đang lên trên villa nha quý vị. Hồi nãy dưới lầu
Bây giờ em lên coi cái phòng anh tối đây em ở đâu. Trời ơi, đây dễ thương quá nè. Đó, cái phòng đầu tiên. Trời ơi, chưa gì là bà vô bà check in rồi kìa. Trời đất ơi, đẹp quá à, view ngoài nè, dễ thương nè, nhìn xuống dưới nè, dưới lầu nè. Đó, đẹp không? Ở đây là có hai giường luôn nha. Chưa, cái phòng này chưa, phòng này phải của em bên này nè. Không, cái phòng này của em bên này qua đây. Trời ơi, bà vừa phải thôi. Không phải đâu, cái này là phòng của tụi nó. Chưa, cái phòng mình còn đá nữa. Cái này là nó toilet cho tụi nó. Chưa. Đây nè, nó còn cái phòng bên này nữa nè. Đó. Trời đất ơi, hai con yêu nghiệt. Chưa gì mà nó tạo dáng rồi kìa. Lộng nè. Tụi em là vật dụng trang trí của phòng này. Phòng này vẫn chưa đẹp. Chưa. Chưa. Đây. Của em là đây nha. Ở cái phòng vậy thôi đó. Cảm ơn má. Tôi đang quay mà nói. Hay quá. Trời đất ơi. Hàng xóm. Trời đất ơi, hàng xóm. Mấy con yêu nghiệt. Vui không? Thôi vậy nha. Nói chung là cái gì vậy? Anh này mình lấy cái kêu năm không hay dán luôn cái cửa này. Giỡn á, có gì đâu, cái phòng đẹp dần xem. Tối nay tụi em cũng không có nghe lén gì đâu. Không sao nha. Nói chung là bữa nay rất là vui, hôm nay bác được không nghỉ. Ôi, đi. Trời chưa. Đó. Giờ mới thấy cái này. Dễ thương ha. Dễ thương quá vậy. Dễ hiểu quá. Thế nào, thế nào. Yeah, you. Yes. How you eat? Today, eat okay? Yeah, eat very nice, very nice. Yeah, okay. Nãy bữa là hỏi giờ bán hàng nhiều quá. Thí dụ mà vô mà khách mà thí dụ mà chướng khí á, là mình thí dụ khỏi nó trả tiền nói làm sao? Let's go. Hả? Cho mày đi đó. Thí dụ giờ nói mình ship tới 230,000 nói làm sao? 200 là chú hàng rệt. Ok. Ba chục là chưa có học. Mẹ rồi. 250 đi cho dễ. Đi thí dụ mà khách tới mà thí dụ là làm nail, thí dụ làm nail, xưa làm nail đi mà không chịu bo mà thấy ghét rồi sao? YouTube hả? Dạ. Yeah. Đuổi. You pay money now. Yeah. How many? 250. Yeah. Oh, 250 biết. 230 giờ lên 250 luôn. 230 lên 250. Em no tip you. But no tip you exhibit. You trả lời sao á? You talk along. Talk along nó lâu quá đó. You don't understand hả? Yeah. No, never. Learn English. Yeah, okay. A little bit English. Hay quá. Trời. No, I think you good. You better. I thinking. Now, you better. You did the better. Bad boy. I want learning English now. Yeah, okay, you learn from the teacher. No, learn, no talk. Yeah. Nè, nghe nè, hát của bài hát quốc tế nè. When the night is my
flower. You're not right. My teacher. Bà Rona kết tinh gì đó.